Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C. Vậy người dân cần phải phòng tránh đột quỵ như thế nào trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này? Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Đột quỵ xảy ra khi các yếu tố căn nguyên khiến cho dòng máu cung cấp lên não bị gián đoạn. Theo các bác sĩ, có nhiều nghiên cứu và báo cáo ghi nhận rằng vào mùa hè, tỷ lệ đột quỵ cao hơn so với các mùa khác. Các bác sĩ đưa ra 3 không và 3 nên khi sơ cứu người bị đột quỵ. Cụ thể 3 không gồm không nên mặc kệ cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, chờ cơ thể tự hồi phục, không nên cho bệnh nhân ăn hoặc uống, không nên cho bệnh nhân tự điều khiển phương tiện giao thông đến bệnh viện. Ba việc nên làm: cho bệnh nhân nằm ở nơi an toàn, tránh những nơi có vật sắc nhọn khi bệnh nhân có biểu hiện co giật, nên cho bệnh nhân nằm nghiêng để không nuốt ngược nước bọt hoặc đồ ăn vào phổi. Tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân trong lúc chờ xe cứu thương nếu bệnh nhân bị ngừng tim. Mang theo thuốc mà người bệnh đang sử dụng và ghi nhớ mốc thời gian khởi phát triệu chứng của người bệnh. Theo các bác sĩ hiện vẫn chưa có nghiên cứu khẳng định sử dụng điều hòa gây ra đột quỵ. Tuy nhiên, khi sử dụng điều hòa, nếu chỉnh nhiệt độ quá thấp sẽ gây ra tình trạng chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài, làm tăng nguy cơ mắc cảm lạnh và các bệnh về da. Nhiệt độ thích hợp khi sử dụng điều hòa là từ 25 đến 27 độ C. Về vấn đề mùa hè nóng bức thì không ít người tắm nhiều để hạ nhiệt cơ thể thì các bác sĩ cho rằng mỗi người chỉ nên tắm từ 1 đến 2 lần một ngày để tránh gây tổn thương da. Đồng thời bác sĩ cũng khuyến cáo là không nên tắm đêm tránh để cơ thể nhiễm lạnh hoặc bị cảm lạnh dễ gây ra tình trạng liệt dây thần kinh số 7